Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay, và bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ sáu 20 tháng 12 năm 2019. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, vẫn là hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài, thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, quý vị có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở Nam California, quý vị có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc luật sư Dina Nguyễn 714-657-2425, 714-657-2425, và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Wing Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Nếu năm nay quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế, quý vị có thể liên lạc với công ty Wing Financial 714-657. Xin lỗi quý vị, 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra, Wing Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building nếu quý vị muốn an cư lạc nghiệp và xây dựng tín dụng, sửa chữa tín dụng cho quý vị. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Wing Financial 714-888-5666, 714-888-5666. Và phần bảo trợ thứ ba là phần bảo trợ của nhà hàng Song Long, tòa lạc ngay trên đại lộ Bonsa, nằm giữa trái tim của Lido Sài Gòn và đã có mặt gần 30 năm, nơi gặp gỡ của các văn nghệ sĩ tại quận Cam. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình, quý vị có thể chọn nhà hàng Song Long, rất nhiều món ăn cho quý vị tha hồ lựa chọn. Vào trang gieo đánh chữ Song Long Restaurant, quý vị sẽ có được địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh của nhà hàng Song Long 714-775-3724, 714-775-3724. Phần bảo trợ kế tiếp là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn bản thân của mình và người trong gia đình có được hàm răng trắng, khỏe mạnh, đẹp, mọc đều, cứng cáp, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường Mặt Phê Đình, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới góc đường Beach, bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Vào trang gieo đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ 714-890-9090, 714-890-9090. Và phần bảo trợ kế tiếp là phần bảo trợ của tuần báo và nhật báo Việt Mỹ Newspaper.com với trang rao vặt miễn phí. Quý vị có thể đăng rao vặt miễn phí hoặc là tìm kiếm những cái mục rao vặt ở trên tuần báo Việt Mỹ Newspaper.com. Và một lần nữa tôi nhắc lại, VietMỹNewspaper.com. Quý vị có thể đăng về mướn nhà, cho mướn nhà, đi mướn nhà, hoặc là quý vị có thể kiếm việc làm hoặc là tìm người. Tất cả mọi chi tiết liên quan tới rao vặt có thể vào VietMỹNewspaper.com. Và phần bảo trợ kế tiếp là phần bảo trợ của ban diễn hành Tết của năm nay. Hy vọng rằng tất cả khán giả ở khắp nơi có dịp về Lý Đô Sài Gòn có thể tham gia vào cái cuộc diễn hành Tết năm nay ở tại Lý Đô Sài Gòn ngày 25 Tây tháng Giêng năm 2020. Và trên màn hình thì quý vị nhìn thấy đây là trang web của ban diễn hành Tết Lý Đô Sài Gòn Tết.com. Vào trong đây, quý vị sẽ có đầy đủ tất cả các hình ảnh, chi tiết và lịch trình của ban diễn hành Tết, hoặc là quý vị muốn đóng góp thì ở trong đây cũng có đầy đủ. Còn nếu liên lạc thì quý vị có thể liên lạc qua các cái số điện thoại cũng như là địa chỉ email của ban diễn hành Tết. Đây là toàn bộ cái chi tiết của ban diễn hành Tết, và quý vị có thể vào trong trang lidosaigontet.com. Và đó là phần bảo trợ của tất cả những người bạn và các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cái phần chi tiết và cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Trước khi đi vào đề tài, có lẽ Phong sẽ loan hai cái tin. Hai cái tin này không có liên quan gì tới nhau, nhưng mà thật sự có. Bản tin đầu tiên là trong ngày hôm nay 20 Tây tháng 12, Tổng thống Trump cho biết là ông đã có một cái cú nói chuyện bằng điện đàm với lại Tập Cận Bình.
và nói rằng là hai bên sẽ cố gắng sẽ giải quyết những khác biệt giữa đôi bên, trong đó bao gồm vấn đề mậu dịch, Bắc Hàn và Hồng Kông. Và hai người đã thảo luận lần đầu tiên kể từ khi mà đôi bên đã có được cái bản thỏa thuận Phase 1, và trong đó là chấm dứt 18 tháng trong cái cuộc chiến mậu dịch. Và Tổng thống Trump nói rằng là cái cú điện thoại này ở trong Twitter là nhân viên của Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Và đài truyền hình của Trung Quốc cũng cho biết là ông Tập Cận Bình cũng đã nói chuyện với Tổng thống Trump về tất cả những cái yêu cầu của Tổng thống Trump. Chúng tôi đã có một cái cuộc nói chuyện rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình về mối lo ngại của cái bản thỏa ước mậu dịch giữa đôi bên, và Trung Quốc đã bắt đầu có việc đã bắt đầu cái tiến trình và mua một cái số lượng lớn về nông sản và nhiều thứ khác. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng nói chuyện về tình hình Bắc Hàn và làm việc với Trung Quốc trong vấn đề của Hồng Kông. Đó là cái tweet của Tổng thống Trump. Và ông vẫn khen là đã có một cuộc nói chuyện rất là tốt với lại Tập Cận Bình. Trong khi đó thì đây là cái tin đầu tiên mà Phong loan ra cho các bạn thấy trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì các bạn biết là ngay sau cái cuộc đàn hạch, tức là bỏ phiếu cho cái tiến trình đàn hạch Tổng thống Trump tại Hạ viện Hoa Kỳ, thì ngay lập tức Hạ viện đã bỏ phiếu và đã thông qua cái hiệp ước USMCA, tức là hiệp ước tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ, có Canada, có Mexico. Và cái hiệp ước này là đã được thỏa thuận từ năm ngoái và bây giờ thì Hạ viện mới thông qua. Và sau khi Hạ viện thông qua xong thì Tổng thống ký mà thôi. Thì trên nguyên tắc đây là một trong những cái điều mà bất ổn cho Trung Quốc, tại vì đây là một cái thị trường vùng tự do mậu dịch của 500 triệu người, tức là nửa tỷ người, gồm có Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Với mức GDP cộng lại hết trung bình là 24.000 tỷ Mỹ kim. Con số không nhỏ các bạn, 24.000 tỷ Mỹ kim. Và đây là một trong những cái tin ngày hôm nay đưa cho các bạn thấy là tất cả mọi thứ đã xong. Tuy nhiên, trên tờ Epoch Times thì nó đặt cái tựa rất là kỳ cục nha các bạn. Bùm, là bùm một cái, và chiến lược của mậu dịch của Bắc Kinh đã bị nổ ngay trước mặt của mình. Đó là cái tựa đề trên tờ Epoch Times, tức là tờ Đại Kỷ Nguyên. Tại sao nói như vậy? Và mắc mớ gì tới cái chuyện mà ông Trump nói chuyện với Tập Cận Bình và cái hiệp ước USMCA này? Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần phân tích. Như các bạn đã biết là Tổng thống Trump có một cái thói quen mà nhiều người ủng hộ cho ông Trump rất là khó chịu nhưng phải chấp nhận, đó là nói một đằng làm một nẻo. Ông chuyên môn, ông khen ngợi ai, ông ca ngợi người nào, ngày hôm sau ông cho người ta một cú tát rất là mạnh. Đó là cái thói quen của Tổng thống Trump, dường như là các lãnh đạo trên thế giới, không riêng gì Tập Cận Bình hay là Kim Jong-un, đều thọ giáo tất cả những cái kiểu này của ông Trump hết, kể cả Putin, kể cả Tập Cận Bình, kể cả Kim Jong-un luôn, và kể cả Việt Nam nữa, các bạn còn nhớ. Thì đây là một trong cái thói quen mà gây khó chịu cho những người ủng hộ cho ông Trump. Ông nói một đằng, ông làm một đẻo, ông khen người ta xong quay lại sau lưng là ông để cho người ta một phát ngay. Thì ngày hôm nay ổng lại lên tiếng khen ngợi chủ tịch Tập Cận Bình, thì tôi không biết rằng là vài ngày nữa lại có cái cú gì. Tuy nhiên, trên cái bản tin ngày hôm nay, cái điều quan trọng là Quốc hội Hoa Kỳ, là Hạ viện, mặc dù chống đối ông Trump trong đủ vấn đề, nhưng họ vẫn thông qua cái hiệp ước USMCA. Mà điều then chốt trong cái hiệp ước USMCA này là gồm hai vấn đề. Thứ nhất là cái môi trường của công nhân làm việc tại Mexico. Nó phải được nâng cấp ít nhất là không quá xa so với lại lực lượng công nhân ở Mỹ. Tức là người công nhân của Mexico phải được cái quyền lợi đầy đủ để cái môi trường cạnh tranh nó công bằng hơn. Các hãng không vì ham nhân công rẻ chạy qua đó mở hãng. Thứ nhất là các bạn nhớ cách đây một tuần tôi có loan tin là Mexico đã tăng lương cho giới công nhân ở công xưởng lên 6 đồng 50 cent cho một giờ. So với mức trung bình của Hoa Kỳ bây giờ là khoảng 10 Mỹ kim. Riêng Los Angeles thì có thể lên tới 15 Mỹ kim, hay là San Francisco là 15 Mỹ kim. Những khu vực mà được xem là có đời sống cao thì lương nó cao hơn. Nhưng mà trung bình thì cũng là từ 8 cho tới 10 Mỹ kim cho một giờ. Bây giờ thì công nhân của tại Mexico đã được nâng lên tối thiểu là 6 đồng 50 cent cho một giờ. Thì đây là một trong những cái điều then chốt trong cái thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Mexico cũng như là Canada. Nhưng
Cái đó chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính mà ông Trump muốn lật lại cái hiệp ước NAFTA trước đây có trị giá 25 năm. 25 năm trước đây là dưới thời của Bill Clinton thì đã ký cái hiệp ước NAFTA tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, hàng Canada và Mexico vào Hoa Kỳ miễn thuế, hàng Hoa Kỳ vào Canada và Mexico cũng miễn thuế luôn. Thì đó là cái hiệp ước NAFTA đã có trị giá 25 năm. Nhưng tại sao ông Trump lật hết tất cả cái hiệp ước này lại? Ngoại trừ cái vấn đề tôi vừa giải thích là nó làm bất công cho cái thị trường lao động của Hoa Kỳ. Ông bảo vệ một phần cho những công nhân của Hoa Kỳ. Điểm chính vẫn là Trung Quốc các bạn. Từ bao nhiêu năm nay Trung Quốc đã lợi dụng cái hiệp ước NAFTA này và Trung Quốc đã ký những cái hiệp ước với Mexico và Canada giảm mức thuế cho mặt hàng họ lọt vào Canada. Rồi từ Canada hay Mexico họ xuất cảng qua Mỹ với cái mức thuế gần như là zero. Không bị đánh thuế gì cả. Tức là họ né luôn cái thuế của Hoa Kỳ luôn các bạn. Đây là cái cách mà Trung Quốc đã xuất cảng qua những quốc gia này. Do đó, ngay khi mà từ năm ngoái, khi mà Tổng thống Trump bắt đầu chấn chỉnh lại cái vấn đề đối tác kinh tế với nhiều quốc gia, kể cả đối thủ lẫn những quốc gia đồng minh của mình, thì Mexico và Canada là hai cái quốc gia ông nhắm tới đầu tiên. Bởi vì họ có đường biên giới sát với nước Mỹ, là cái chỗ mà nhập hàng vào nước Mỹ. Do đó, ông lật lại tất cả các cái hiệp ước, các cái điều khoản trong hiệp ước NAFTA và soạn dựa trên đó và soạn lại cái hiệp ước mới. Và hiệp ước này giống như là một cái tát vào mặt của Trung Quốc. Và bây giờ, vừa rồi Quốc hội cũng đã thông qua khi mà họ thấy được toàn bộ cái hiệp ước này nhắm vào Trung Quốc. Thì Hạ viện lẫn Thượng viện đều happy ký hết các bạn. Họ đồng ý họ ký hết và chuẩn bị đưa lên bàn Tổng thống Trump ký. Vậy thì cái hiệp ước NAFTA, cái hiệp ước mà USMCA này nó là như thế nào mà tại sao Quốc hội ủng hộ? Bởi vì mục tiêu cuối cùng của nó vẫn nhắm vào Trung Quốc. Thật sự cái vùng mà tự do mậu dịch Bắc Mỹ nó diễn ra 25 năm rồi. Nó không có gì thay đổi ngoại trừ một vài con số thay đổi, điều chỉnh, tu chính là đủ. Nhưng tại sao phải thay đổi toàn bộ cái hiệp ước này? Là bởi vì trong số cái hiệp ước này họ đề những cái ngôn ngữ chung chung. Và họ không bao giờ nhắc tới cái việc xuất xứ của nguyên liệu và hàng hóa. Do đó, hàng của Trung Quốc đưa vào đóng mạc Make in Mexico, đóng mạc Make in Canada xuất cảng qua Mỹ miễn phí. Và Trung Quốc đã trục lợi rất nhiều trong suốt mấy chục năm. Trong suốt ít nhất là 25 năm. Từ lúc mà cái hiệp ước này có hiệu lực thì là Trung Quốc đã được hưởng lợi. Ví dụ, lúc trước Trung Quốc lúc bắt đầu mới mở cửa thị trường, họ được hưởng cái chương trình gọi là tối huệ quốc. Tức là mỗi một năm Hoa Kỳ sẽ duyệt xét cái tình trạng giảm thuế cho mặt hàng Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ. Nhưng mà vẫn đánh thuế. Đại khái là khoảng từ 3-5%. Tức là mức thuế gọi là tượng trưng thôi các bạn. 3-5%. Nhưng mà Trung Quốc lợi dụng cái này rất là nhiều. Và họ 3-5% đã rẻ hơn rồi. Nhưng họ muốn zero. Do đó họ đẩy hàng của họ qua Canada, qua Mỹ để qua Mỹ miễn phí luôn. Cho tới khi mà ông Trump ông lên, ông lật lại tất cả các cái vấn đề. Thì ông soi đèn ra, ông thấy hey, hàng Trung Quốc không phải chỉ sản xuất trực tiếp qua Mỹ. Trực tiếp qua Mỹ chỉ chiếm khoảng 35-40%. Tất cả những hàng hóa của Trung Quốc đều đi qua nước thứ ba để đi vào nước Mỹ. Mà trong đó điển hình nhất là Mexico và Canada. Do đó ông phải lật đổ toàn bộ cái hiệp ước NAFTA để tái lập lại cái hiệp ước USMCA. Mà trong đó hôm trước tôi có giải thích với các bạn là soi đèn rất kỹ về cái nguồn gốc của nguyên liệu. Và cái hiệp ước này phía Mexico đã đồng ý. Mặc dù hôm trước họ có khiếu nại, nhưng hôm nay họ đồng ý 62.5% những cái nguyên liệu mà được Mexico dùng để sản xuất là phải có nguồn gốc bắt nguồn từ Bắc Mỹ. Số còn lại họ có thể nhập cảng ở quốc gia nào, nhưng 62.5% phải là có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Bắc Mỹ chỉ có 3 quốc gia là Hoa Kỳ, Canada thôi. Điều này có nghĩa là gì? Khi Mexico sản xuất thì nguyên liệu họ nhập cảng, buộc lòng phải nhập cảng từ Hoa Kỳ và Canada. Nhập cảng nguyên liệu, rồi sản xuất ở Mexico, xuất cảng ngược qua Hoa Kỳ. 62.5%. Số còn lại, thì hôm trước Mexico họ có khiếu nại là tất cả những cái phụ tùng xe hơi, vì bây giờ tất cả các hãng xe của Hoa Kỳ đó, đa số những cái công xưởng chế tạo phụ tùng xe hơi nằm bên Mexico. Do đó, thì Mexico khiếu nại là họ nhập cảng thép từ Đức và Nhật, là hai cái quốc gia cung cấp cái nguồn thép chính thức cho họ.
Bây giờ mà bắt họ nhập ở Bắc Mỹ, toàn bộ ở Bắc Mỹ thì không được. Do đó cuối cùng họ đồng ý ở cái mức 62.5% là nhập từ Bắc Mỹ. Phần còn lại họ có quyền nhập từ Đức và từ Nhật. Đó là cái quy định ở trong cái USMCA. Bên cạnh đó là trong cái USMCA buộc tất cả các công ty nào mà xuất cảng qua Hoa Kỳ phải nộp cái bản báo cáo cái nguồn nguyên liệu họ nhập cảng. Điều này có nghĩa là chặn chặn đứng các mặt hàng của Trung Quốc. Tại sao? Nếu như cái mặt hàng đó mà được có nguồn gốc xuất phát từ Bắc Mỹ, tức là cái nguyên liệu, tôi là ví dụ Mexico không có sản xuất, không có mỏ thép, họ không có sản xuất thép, họ nhập cảng thép từ Hoa Kỳ đưa vào Mexico rồi chế tạo thành những cái phụ tùng xe hơi xuất cảng qua Mỹ, thì trên tờ giấy đề nguyên liệu gốc xuất phát từ Hoa Kỳ đưa qua Make in Mexico và bây giờ xuất cảng lại Mỹ, thì tất cả những cái này đều miễn phí hết, không bị đóng một đồng thuế nào hết các bạn. Nhưng nếu như cái thép đó vì một số bộ phận ở trong xe hơi nhờ cái thép Nhật và thép Đức nó tốt hơn thép Mỹ, cái sức chịu đựng nó bền bỉ hơn và nó có cái độ mà bền lâu dài hơn, thì có những cái bộ phận nó như vậy thì buộc lòng phải nhập cảng thép từ Nhật và từ Đức, thì Mexico cũng phải đề rõ ràng thép này là từ Đức, thép này là từ Nhật, cái số ISO đó, thì các gọi hay gọi là gì, ISO gì đó, thì cái số cái serial đó là cái serial rất quan trọng. Thì khi mà họ nói nhập từ Đức thì Hoa Kỳ, hải quan Hoa Kỳ sẽ căn cứ, mặc dù nó là cái vật đã thành phẩm rồi, ví dụ như là một cái niền xe, cái niền xe hơi đó, thì cái thép đó họ nói là nhập từ từ Đức, thì bây giờ hải quan nói rằng ok vậy thì cái niền xe này là vào thì miễn phí, nhưng mà cái thép được sử dụng là không phải của vùng Bắc Mỹ mà ở phía Đức, vậy thì Hoa Kỳ sẽ chiếu theo cái mức thuế đánh vào thép của Đức để mà đánh thuế cái niền xe này. Đó là cái cách của Hoa Kỳ làm. Và trong cái hiệp ước USMCA, rồi với Canada cũng y chang như vậy. Do đó, bây giờ Trung Quốc không thể đội lốt được nữa. Họ không thể ship hàng tại vì có rất nhiều công ty của Trung Quốc chạy qua bên Mexico mở hãng để đưa hàng từ Trung Quốc qua Mexico. Nói là mở hãng nhưng thật ra họ chỉ đóng mộc thôi các bạn. Nhiều khi họ thành phẩm ở Trung Quốc luôn. Họ đưa qua Mexico, họ đóng mộc Make in Mexico xong họ xuất cảng qua thị trường Mỹ. Thì á, những cái ông chủ Trung Quốc đang mở hãng ở Mexico đó bây giờ không làm ăn kiểu đó được nữa. Tức là họ phải báo cáo cái nguồn mà xuất cảng nằm ở đâu. Cái nguồn gốc của cái nguyên liệu gốc nằm ở đâu. Thì khi mà nói tới Trung Quốc, ví dụ thép của Trung Quốc bây giờ bị ông Trump đánh tới 400% đi. Thì bây giờ họ căn cứ trên cái mức thuế của thép Trung Quốc là họ tính thuế ở ngay cửa hải quan vào là 400%. Đây là cái cách mà ông Trump chặn tất cả lại. Và trong cái hiệp ước USMCA này có một cái điều quan trọng mà ông Trump đã trượt buộc, mà trước đây Mexico với Canada muốn giãy nảy lên luôn. Nhưng cuối cùng họ đồng ý là ông Trump bắt họ không được phép ký cái hiệp ước tự do mậu dịch với Trung Quốc. Tại vì nó sẽ gây ra một cái conflict với Hoa Kỳ. Nếu mà vùng tự do mậu dịch với Trung Quốc có nghĩa là hàng Trung Quốc qua các quốc gia đó không thuế, rồi ở từ đó đưa qua Mỹ cũng không thuế luôn. Do đó, ông Trump buộc cả Canada lẫn Mexico là không thể ký cái hiệp ước tự do mậu dịch với Trung Quốc. Điều này năm ngoái thì ông Justin Trudeau ông nói cái này là vi phạm chủ quyền của Canada. Canada là một nước có chủ quyền, tôi có quyền ký hợp đồng với bất cứ một quốc gia nào. Tôi có quyền ký thỏa bất cứ một quốc gia nào. Mỹ đâu thể kiểm soát được tôi. Thì ông Trudeau nói có lý. Nhưng mà khi ông Trump ông trình bày ra, không phải là tôi kiểm soát hay là tôi vi phạm chủ quyền của anh. Nhưng đây, hàng của Trung Quốc nó vô chỗ anh. Nó đi qua chỗ tôi, cuối cùng nó hưởng hết. Anh và tôi không có cái gì hết. Ông Trump và cái nhóm cố vấn của ông khi gặp ông Trudeau đã giải thích rất rõ ràng. Do đó, khi lúc ông Trudeau còn lưng khần, thì Mexico đã được giải thích y chang như vậy. Mexico ký ngay lập tức. Một tuần lễ sau, Canada quay trở lại, ký liền cái bản hiệp ước. Thì Mexico ký là vì khi mà Hoa Kỳ họ giải thích ra, thì Mexico thấy hữu lý. Cuối cùng Trung Quốc trục lợi hết. Cả hai nước Mexico và Hoa Kỳ không được cái gì hết. Do đó, cái việc mà ngăn chặn Mexico và Canada không thể ký một cái vùng tự do mậu dịch với Trung Quốc là điểm này.
Mà không những như vậy các bạn, không những chỉ có Mexico và Canada đâu. Mai này khi Hoa Kỳ ký hiệp ước mà tự do mậu dịch với quốc gia nào thì quốc gia đó vẫn phải có một cái hiệp ước với Hoa Kỳ giống như Canada và Mexico, là không thể ký hiệp ước mậu dịch, tự do mậu dịch với Trung Quốc. Tức là tự do mậu dịch tức là tháo hết rào cản quan thuế ra, hàng nhập cảng là zero thuế. Cái này là cái mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng với Nhật Bản, Đài Loan, Âu Châu, Brazil. Những quốc gia nào ký kết với Hoa Kỳ có được một cái vùng tự do mậu dịch. Tại vì vùng tự do mậu dịch đó Hoa Kỳ chỉ dành riêng cho quốc gia đó thôi. Anh xuất cảng qua tôi hàng hóa tất cả miễn phí, miễn thuế hết. Thì tôi xuất cảng qua anh cũng miễn thuế. Thì cái này là không thể nào để cho quốc gia khác hưởng lợi. Do đó, coi như là tất cả những cái hiệp ước này đều nhắm vào Trung Quốc. Và ngày hôm nay các bạn thấy có một cái sự nhịp nhàng, mặc dù giữa chính phủ ông Trump và Hạ viện Hoa Kỳ đang găng lắm. Nhất là cái việc mà đàn hạch tổng thống Trump đã được bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện, tiến trình đàn hạch đã xong. Mặc dù bà Nancy Pelosi bà nói ô tôi giữ lại tôi chưa đưa lên thượng viện, nhưng mà nó cho thấy cái cuộc tranh đấu gay gắt giữa các thành viên đảng Dân Chủ ở Hạ viện Hoa Kỳ và cái chính phủ của ông Trump. Nhưng riêng với hồ sơ Trung Quốc thì các bạn thấy hai bên không có conflict, hai bên không có tranh chấp. Rõ ràng là hai bên có cái sự rất đồng điệu. Mà ngược lại, phía Hạ viện cũng áp lực lên và phía Thượng viện cũng áp lực ông Trump là phải cứng rắn hơn với Trung Quốc nữa. Chứng tỏ là gì các bạn? Cái chính sách Hoa Kỳ đã thay đổi hoàn toàn với Trung Quốc. Thay đổi hoàn toàn, tức là ông Trump ở cái thế không thể mềm dẻo với Trung Quốc được nữa. Hạ viện đụng với ông Trump như vậy các bạn thấy nguyên một tuần nay không? Nghĩa là hai bên gọi là chỉ trích nhau, mà thậm chí ông Trump phải viết một lá thư dài 6 trang, lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ một ông tổng thống viết thư cho bà chủ tịch quốc hội dài tới 6 trang, chưa bao giờ có trong lịch sử Hoa Kỳ cả. Là các bạn thấy cái cuộc tranh đấu của đôi bên nó gay gắt tới mức độ nào. Nhưng mà khi đối phó với cái tình hình của Trung Quốc và đối phó với lại cái chính sách đối với Trung Quốc thì hai bên dường như không có cái việc gọi là tranh chấp, mà đôi khi ông Trump còn bị xem là quá mềm dẻo với Trung Quốc. Và quốc hội họ đẩy rất mạnh, họ buộc ông Trump phải là cứng rắn hơn. Thì các bạn thấy đây là một cái sự liên hợp rất rõ ràng giữa quốc hội và chính phủ. Và trong đó có lòng dân. Trong đó có lòng dân tức là cái lòng của người dân Hoa Kỳ gần như là phản ứng rất mạnh mẽ với những cái trò của Trung Quốc trong suốt mấy năm, bao nhiêu năm qua. Và bây giờ là cái bất mãn đó nó bùng lộ, nó bùng phát. Và chính vì nó bùng phát như vậy cho nên đảng Dân Chủ phải chiều theo ý của cử tri họ, là phải bắt buộc cứng rắn với Trung Quốc. Thì các bạn thấy cái hiệp ước USMCA vừa mới thông qua cái đàn hạch bữa trước, bữa sau là thông qua cái hiệp ước USMCA, một cái tát rất mạnh vào mặt của Bắc Kinh. Và điều này mà trong khi đó thì ông Trump ngày hôm nay lại vuốt ve nói điện thoại với Tập Cận Bình. Ồ, chủ tịch Tập, chúc mừng chúng ta đã có cái thỏa ước đầu tiên. Rồi đôi bên sẽ còn làm việc tiếp, đại khái như vậy. Và ông tweet lên, ông cũng khen ngợi Tập Cận Bình. Nhưng các bạn thấy rất rõ ràng. Các bạn thấy rất rõ ràng là Hoa Kỳ không còn quay trở lại với cái chính sách của 40 năm vừa rồi nữa. Đối với Trung Quốc, chính sách sẽ được mở ra một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn và nghiêm khắc hơn, không để cho Trung Quốc trục lợi trong vòng 40 năm qua, nhất là hơn 20 năm họ trục lợi rất nhiều trên cái sự dễ dãi và cái sự gọi là mắt nhắm mắt mở của Hoa Kỳ. Bây giờ ông Trump làm rõ ràng mọi thứ, Trung Quốc không còn đường đỡ. Họ không còn đường nào khác, bây giờ muốn chạy qua quốc gia nào để hàng của họ xuất cảng vào Hoa Kỳ cũng không được. Tại vì ông Trump đã chặn hết tất cả các ngõ. Tất cả những ngõ vào Hoa Kỳ không còn giống như ngày xưa nữa. Và các quốc gia nào mà ký hiệp ước với Hoa Kỳ đều phải báo cáo đầy đủ tất cả cái nguồn gốc của thép. Đây là tôi giải thích thêm cho các bạn biết. Cách đây mấy ngày thì phía Hoa Kỳ chính thức áp cái mức thuế 456 phần trăm lên mặt hàng thép của Việt Nam. Đúng chưa các bạn? Thật sự thép của Việt Nam không có trị giá mức đó. Nếu thép thật sự của Việt Nam sản xuất thì sẽ không chịu cái mức thuế lên tới 456%. Nhưng vì Việt Nam không thể khai láo được
cái nguyên liệu thép đó nhập cảng từ Trung Quốc, và họ chỉ qua bên Việt Nam họ làm lại một số những cái thủ tục bề ngoài rồi họ gọi là xào nấu thôi. Cái nguyên liệu gốc đó vẫn từ Trung Quốc. Chính vì vậy trên cái tờ giấy mà họ ghi trong hải quan của Mỹ, cái nguồn gốc thép này, cái ISO này là của Trung Quốc. Chính vì vậy họ bị đánh thuế lên tới 556, 456%. Nếu như họ đề cái ISO này là nguồn gốc của Việt Nam, họ xác nhận là của Việt Nam, đào từ ở dưới đất của Việt Nam lên và điều chế tinh chế thành thép, thì họ sẽ không bị đánh thuế lên tới 456%. Tại vì cái thép đó là có nguồn gốc từ Trung Quốc các bạn. Do đó, phía Việt Nam phải chịu cái mức thuế rất cao. Tất cả những cái mặt hàng bây giờ ở Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ đều bị kiểm duyệt rất cắt cao. Từ đừng nói tới thép, kể cả hải sản, kể cả những cái hàng tiểu thủ công nghiệp hay là những cái bàn ghế vân vân. Họ phải báo cáo cái nguyên liệu gốc nằm ở đâu. Gỗ đó nhập cảng ở đâu. Ví dụ như cái bàn, cái ghế mà mua từ Việt Nam thì phải báo rõ cái gỗ đó nhập cảng từ đâu hay là từ Việt Nam, từ công xưởng nào. Họ phải khai báo đầy đủ. Và nếu như tất cả thuần túy từ Việt Nam thì cái mức thuế không cao. Nhưng mà nếu trong đó có nguồn gốc từ Trung Quốc, thuế đánh rất cao. Do đó, đây là để giải thích cho các bạn biết rõ là tại sao thuế thép Việt Nam lại cao như vậy. Là vì cái gốc của nó không phải của Việt Nam. Nó dùng nguyên liệu của Trung Quốc để nó qua Việt Nam, nó bào chế, nó chế biến thành một cái sản phẩm. Thì đúng, nó không có cái kiểu mà tôi không nói cái vụ mà đội lốt đóng mộc Made in Việt Nam mà họ chế biến tại Việt Nam đàng hoàng. Nhưng mà cái gốc của cái thép đó, cái nguyên liệu gốc đó, cái raw material là từ Trung Quốc. Cho nên họ bị đánh thuế cao như vậy. Vì đó, đó là cái giải thích cho các bạn hiểu được là Hoa Kỳ đóng toàn bộ các cánh cửa. Những quốc gia nào dính líu tới Trung Quốc, nguyên liệu cho tới mặt hàng mà nhập cảng vào Hoa Kỳ đều bị soi đèn, đều bị đánh thuế. Và đây là cái đường mà coi như là Hoa Kỳ hoàn gần như là đóng tất cả các cánh cửa với các mặt hàng của Trung Quốc. Bây giờ để các bạn hiểu hơn là lý do tại sao mà ông Trump sau cái tôi đã nói ông Trump sau cái hiệp ước mậu dịch với lại Trung Quốc xong thì tôi nói nhiệm kỳ kế tiếp của ổng trong thời gian tới ổng nhắm tới Liên hiệp Âu Châu là cũng bài toán của Trung Quốc. Tại vì rất nhiều những cái sản phẩm từ Âu Châu xuất cảng qua Mỹ nhưng mà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ví dụ tôi lấy ví dụ cái bóp hiệu của Ý đi. Nhưng mà cái vải sợi đó để dệt thành cái bóp đó và làm cái material đó thành cái bóp bán mấy ngàn đô la ở nước Mỹ này đó. Cái nguyên liệu đó nhập từ đâu? Thì sẽ bị đánh thuế. Đó là cái mà để cho các bạn hiểu rõ cái hiệp ước USMCA này nó như thế nào đối với Trung Quốc và chính sách Hoa Kỳ thay đổi với Trung Quốc như thế nào. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay và những gì xảy ra tại Macau trong 3 ngày qua khi Tập Cận Bình viếng thăm Macau và liên hệ gì tới Hồng Kông. Đó sẽ là cái đề tài thứ hai trong cái 3 phút tới. Mong là các bạn tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.